Ở cái bài 1 phần số 2 này, chúng ta sẽ đi sâu vào lấy tài khoản SMA và tài khoản Forex, và vì sao SMA lại phải đấu nối với Smart Trader và Smart Trader là gì. Ở cái bài này chúng ta cần phải học và tìm hiểu về Smart Trader. Như chúng ta đã biết, tìm hiểu Smart Trader thì công cụ này nó giống như TradingView, nó cũng giống như là một trong những cái công cụ để trader thôi ạ. Smart Trader thì bên MTI có phát triển Smart Trader như là một công cụ đầu tư thông minh, nó là một công cụ để chúng ta giao dịch, nó cũng có chart này và để đấu nối với các sàn đó. Ở các phần tiếp theo thì chúng ta sẽ biết cách đấu nối với các sàn ra sao, đúng không? Sau khi chúng ta đăng nhập bằng cái tài khoản của chúng ta, dùng tài khoản miễn phí, tức là công ty Forex hoặc là công ty MTI nó phát triển rất nhiều các sản phẩm và nó có thể bán, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đăng nhập và chúng ta bắt đầu có cái cách đấu nối, đúng không ạ? Đó, get free, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có những cái get free, chúng ta đấu nối, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ nhìn thấy là việc chúng ta đăng nhập là login, đúng không ạ? Chúng ta sẽ login. Nó giống như TradingView là các cái con sóng nó cũng nằm ở đây. Vậy thì Smart Trader là một công cụ để chúng ta đóng lệnh tự động, mở lệnh bằng tay nhưng đóng tự động. Sau này SMA Pro nó sẽ tự động toàn bộ, nó sẽ tự động đấu nối vào đây. Chỉ việc đấu nối một lần sau đó tự động hết. Thì việc mà chúng ta tìm hiểu về Smart Trader đó là một công cụ để chúng ta có thể giao dịch. Đó, chúng ta phải add các account vào đây, đúng không ạ? Thì dần dần trong cái phần này chúng ta phải biết sử dụng. Và chúng ta có metric này, thuật ngữ là metric là ma trận đấy, thiết lập ma trận. Manager account là chúng ta cài đặt các cái ad broker vào đây. Chúng ta có broker Xnet, broker RNT hay broker ABC nào đó, đúng không ạ? Chúng ta phải check ở đây xem có nó có nằm trong đây không ạ. Đó, RNT RIN 2, đó, tất cả mọi cái nó có. Sau đó chúng ta login username password vào đây và nickname của chúng ta, ví dụ nickname ông già đầu tư hay là David học vào đây, không ạ? Make default tức nghĩa là chúng ta để đúng giao dịch, và agree là tức nó sẽ đấu nối với cái việc sàn đó, rồi đang kết nối với MT4 này, tài khoản thật này đấy, Smart Trader đó. Thế thì cái việc sử dụng SMA là tín hiệu có rồi 199 U, nó ai kinh doanh thì là 1.500 U là ok đối với người kinh doanh đó, để chúng ta xây dựng hệ thống. Thế thì khi có SMA 199 U rồi, tức là chúng ta được báo tín hiệu, đúng không? Được báo tín hiệu nghĩa là gì? Đó, SMA signal, chúng ta được báo tín hiệu. Ví dụ hôm nay nó báo euro buy, đúng không? Euro sell hay tất cả mọi cái, đúng không? Đây, buy euro hay sell euro đây, lập tức là chúng ta phải đem đi đâu để chúng ta giao dịch chứ, đúng không? Thế thì từ đấy chúng ta phải hiểu rằng là được báo tín hiệu rồi thì chúng ta phải có sàn FX để giao dịch. Ok, ở trường hợp này tôi mở sàn ERNT, đúng không ạ? Tôi deposit 1.000 đô chẳng hạn, 1k, đúng không ạ? Và chúng ta giao dịch 1k tương ứng với lại 0,01 lot. Lot ở đây nghĩa là gì ạ? Là khối lượng giao dịch, khối lượng giao dịch. Bình thường là chúng ta có cái giao dịch bằng tay, giao dịch bằng MT4 nhá, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta mở lệnh 0.01, đúng không ạ? Ấn vào buy hay là sell, sell, đúng không ạ? Sell. Thế thì khi mà chúng ta mở lệnh bằng MT4, tức là MT4, đúng không ạ? MT4 MT4 đấy, chúng ta hay nhìn đấy. Chúng ta có thể nhìn vào việc mở bằng MT4 đây, đúng không ạ? Chúng ta có thể đặt lệnh buy và sell, chúng ta tự đặt lệnh bằng tay, đúng không? Đó, MT4 đây, chúng ta nhìn MT4 đây, tự đặt lệnh bằng tay. Thế nhưng ở đây chúng ta không phải đặt lệnh bằng tay mà chúng ta đấu cái MT4 của chúng ta với tài khoản của chúng ta vào Smart Trader. Và đấu như thế nào thì trong rất nhiều video chúng ta cũng có thể xem. Và đấu bằng cách là gì ạ? Đấu vào biểu tượng đô la, ấn vào Manager Account, sau đó add MT4 vào đây, đúng không ạ? Add MT4. Ai có MT5 thì MT5 ok, live, đúng không ạ? Chọn broker, ok. Sau đó đấu nối vào. Sau khi đấu nối rồi thì chúng ta bắt đầu set margin, set margin tức là set cái ma trận để đánh,
Nghĩa là gì? Nếu SMA báo buy EU đúng không? Với tài khoản 1K của ta thì ta set 0.01 buy thông qua việc S matching. S như thế nào? Xin thưa rằng S matching, S mã trận đấy, đúng không ạ? Rồi. Khi chúng ta đã S xong cái broker rồi, nó báo euro chẳng hạn như vậy, đúng không ạ? Chúng ta kích chuột phải chọn S matching hoặc chúng ta vào manager matching, đúng không ạ? Hay chúng ta kích chuột phải vào, đúng không ạ? Chúng ta đi đến cái matching của chúng ta. Đúng không ạ? Add matching. Và hôm nay thị trường nó đang đóng cửa, đúng không? Chúng ta sẽ xem manager matching, manager account, đúng không? Thị trường này đóng cửa và chưa add matching được. Thì chúng ta kích chuột phải ở trong các cái video sau, đúng không ạ? Là chúng ta sẽ nhìn thấy add matching. Sau khi add matching và thông qua các cái biểu đồ ở cái video tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái việc đặt lệnh. Add matching xong thì cấu trúc lệnh. Tức là Add Matching là Smart Trader sẽ vào lệnh và tự động để CA đó, ok. Và chúng ta sẽ đóng lệnh khi mà SMA sẽ tự động báo, ok. Ở video tiếp theo chúng ta sẽ xem các cái bài về Add Matching nó chi tiết hơn. Nhưng vấn đề công việc của chúng ta, vì sao phải có hai tài khoản? Tài khoản số 1 là tài khoản SMA, đương nhiên là tài khoản SMA để lấy được chỉ bả, lấy được báo lệnh mua bán. Nếu có SMA mà không đánh ở đâu thì chúng ta cũng phí tiền, đúng không ạ? Và đương nhiên nếu có tài khoản đánh rồi mà chúng ta không có SMA thì chúng ta lại trở thành rủi ro khi mà tự đánh, đúng không? Đó, và chúng ta quản trị 1K là 0.01, vậy 2K sẽ là 0.02, 10K là 0.1, vân vân. Từ đó chúng ta biết cái cách làm SMA như vậy rồi. Sau đó tài khoản FX, ok, chúng ta có thể các tài khoản FX biên độ đủ lớn, giãn giá bằng 0, đúng không ạ? Bởi vì nó tính là chốt lời ở dương 20 pip, cho nên là chúng ta cần phải tính toán để cho nó an toàn. Và từ đó bắt đầu chúng ta sẽ có hai tài khoản này để chúng ta giao dịch. Vậy công việc của chúng ta là kiếm thông qua SMA và chia sẻ xây hệ thống. Đó chính là cái cách. Thì hy vọng rằng bài này chúng ta sẽ hiểu sâu về vấn đề hai tài khoản, phải làm hai cái tài khoản, đúng không ạ? Làm thế nào để chúng ta lấy cái tài khoản FX này, đúng không ạ? Chúng ta phải mở tài khoản FX để lấy username, password để chúng ta đấu nối vào Smart Trader. Hay là chúng ta vào cái backend của ByDesign để chúng ta lấy được cái chỉ báo SMA. Muốn lấy được thì sao ạ? Chúng ta phải thanh toán, từ đây bắt đầu thanh toán trong bài design. Thì lấy cái tài khoản đó làm tài khoản SMA với mốc thanh toán là 199 đô cho một tháng, đó, ví dụ như thế, năng động là một tháng. Và chúng ta thanh toán bằng Visa. Đó, vậy công việc của chúng ta có hai vấn đề đó. Ok, và chúng ta sẽ đến tiếp với cái bài tiếp theo ạ.